Ác nữ đẹp nhất xứ Hàn Lidahi đến Đà Nẵng, người đẹp lộ hết cả khuyết điểm ở sân bay. Let's go. Sáng ngày 14 tháng 3, Lidahi đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc để khởi hành đến Việt Nam. Theo truyền thông Hàn Quốc, ngôi sao đôi tai ngoại cảm sẽ có mặt tại Đà Nẵng để chụp một bộ ảnh. Dù lịch trình của nữ diễn viên ở Việt Nam cũng được công ty quản lý dự kín, nhưng các fan vẫn không khỏi phấn khích và ngóng chờ nữ diễn viên lộ diện ở đường phố Đà Nẵng. Xuất hiện tại sân bay Incheon, Lidahi diện áo khoác da cùng váy ngắn, khoe đôi chân dài miên man. Tuy phong cách thời trang trẻ trung năng động, nhưng nữ diễn viên đã mắc sai lầm khi để lộ khuyết điểm ở đôi chân gầy gò quá đà và đầu gối cũ lạc. Nhìn băng cá nhân ở đầu gối, người hâm mộ không khỏi lo lắng nữ diễn viên gặp phải chấn thương. Lidahi sinh năm 1985, là người mẫu, MC, kim diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô được khán giả biết đến sau khi lọt vào chung kết cuộc thi siêu mẫu của đài SBS. Nữ diễn viên đã tham gia nhiều phim truyền hình như Đôi Tai Ngoại Cảm, Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn, Phẩm Chất Quý Cô. Gần đây nhất, Lidahi đảm đương vai trò dẫn dắt chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 2. Với gương mặt sắc sảo cùng thân hình quyến rũ, Lidahi là gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc săn đón. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.